Dạ bẩm hoàng thượng, đã đến giờ lên triều rồi á. Thôi bữa một bữa đi chú. Thời tiết mấy ngày hôm nay có hơi lạnh. Tâu hoàng thượng, thời tiết trở lạnh bất ngờ. Bấm vô đây để vào web và tra tư liệu. Ê, hoàng thượng. Ê, đừng chạy nữa. Mời hoàng thượng dùng bữa. Quá, tay nghề của chú đỉnh quá. Tính thuê người làm cho mọi người, nhưng mà nghĩ lại, có khi người giúp việc cũng không nấu được ngon như vậy. Bọn ta không cần người giúp việc. Người giúp việc là người ngoài, bọn ta không tin tưởng. Vịt ở đâu ra vậy? Ta nói Kiệt đi mua một con về đó. Dễ thương quá à. Tên của nó là gì vậy? Tên là Đồ Thử Độc. Đồ ăn này có độc hả? Không có. Mặc dù chính ta đã nấu và thử qua rồi, nhưng cơ thể ta kháng một số loại độc nên vẫn cần phải thử lại cho chắc ăn. Thời đại này mà sao làm gì ghê vậy? Chẳng phải Tùng ngày xưa suýt chết đó sao? Thời đại nào mà lòng người chẳng độc ác. Hơn nữa bây giờ cuộc chiến giành quyền thừa kế đã bắt đầu, nhiều người dòm ngó, cẩn thận vẫn hơn. Không ngờ anh lại cẩn thận như vậy. Trong hoàng cung, không cẩn thận sẽ chỉ còn lại nắm xương tàn. Cuối cùng cũng tới dạng trưa rồi. Hoàng thượng, người đừng chỉ ăn mãi một món như thế. Ta thích món này, buổi tối làm lại món này đi. Thưa vâng ạ. Buổi tối. Tới giờ ăn chưa vậy? À, hoàng thượng đói rồi sao? Nô tài cho người dọn đồ lên ăn nha. No rồi, ngon quá đi mất. Nô tỳ xin phép thu dọn ạ. Đại nhân, hoàng thượng đã ăn hết món đó rồi. Người có cho thử độc trước khi ăn không? Buổi sáng thì người vẫn chờ thử độc, nhưng buổi chiều thái giám không nhắc đến, người cũng không hỏi mà dùng bữa luôn. Rành con, người quả nhiên không phải hoàng thượng. Đau quá. Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao vậy? Người sao vậy? Hoàng thượng, gọi thái y mau, hoàng thượng trúng độc rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng.